8 vật dụng bị nguyền rủa đáng sợ nhất thế giới. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Top Bí ẩn. Như những gì mọi người từng được nghe phong phanh từ phim truyện, báo chí hay thậm chí là trong cuộc sống đời thường, một sự thật đó là không chỉ những ngôi nhà mới bị ma ám, mà ngay cả các đồ vật cũng được coi là nơi trú ngụ của các linh hồn. Các đồ vật bị nguyền rủa mà Top Bí ẩn sắp nói tới đây từng gây ra những hiện tượng bí ẩn, đáng sợ, khiến nhiều người phải rùng mình. 1. Chiếc gương ma ám tại Điện Trang Myrtles. Điện Trang Myrtles được mệnh danh là một trong những nơi đáng sợ nhất thế giới. Nơi đây không chỉ nổi tiếng với những cái chết oan, những hồn ma vắt vưởng, mà còn gây ám ảnh với câu chuyện về chiếc gương bị ám. Ban đầu, đây chỉ là một chiếc gương bình thường, nhưng từ sau thảm kịch của một gia đình, nó đã bị nguyền rủa. Nữ chủ nhân của Điện Trang này là Sarah Woodruff, và hai đứa nhỏ của cô đã bị một nô lệ tên Chloe sát hại. Theo một phong tục cổ, thì khi gia đình có người mất, họ phải che kín tất cả các tấm gương trong nhà. Người ta tin rằng điều này sẽ khiến linh hồn không bị mắc kẹt trong thế giới phản chiếu của gương. Tuy nhiên, lúc Sarah và hai đứa con bị hạ độc chết, có một chiếc gương đã không bị che kín. Bởi vậy, người ta cho rằng chiếc gương này đã bị quỷ ám. Linh hồn của họ đã bị mắc kẹt trong chiếc gương này và ám ảnh những người nhìn vào nó. Trên mặt gương thường xuất hiện những cặn bẩn không rõ nguyên nhân, mặc dù phần kính trong gương đã được thay mới hai lần. Các du khách còn nhìn thấy các dấu vân tay của trẻ con ở trong gương. Ngoài ra, khi họ chụp ảnh, thì bên trong gương còn xuất hiện những gương mặt lạ. 2. Chiếc ghế của Bursby. Có những đồ vật bị nguyền rủa sẽ gây ám ảnh cho người đụng vào nó, nhưng cũng sẽ có những đồ vật chỉ cần đụng vào nó thôi thì coi như đó là ngày tàn của bạn rồi. Và đồ vật mà Top Bí ẩn muốn nhắc đến ở đây chính là chiếc ghế của Bursby. Năm 1702, tên sát nhân này bị kết án tử hình và hắn đã yêu cầu có một bữa ăn cuối cùng tại quán rượu tại Thurs. Sau đó, hắn đã có một lời nguyền rằng ai dám ngồi trên chiếc ghế của hắn thì sẽ phải chết. Trong hơn 200 năm qua, đã có 63 người ngồi trên chiếc ghế bị nguyền rủa và nhận lấy cái chết bi thảm. Nạn nhân cuối cùng được biết đến là một người giao hàng đã vô tình ngồi trên chiếc ghế và giờ sau, anh ta qua đời vì bị tai nạn giao thông. Chiếc ghế ma ám này hiện nay đang nằm trong bảo tàng Thurs và nó đã được treo lên cao để tránh trường hợp mọi người vô tình ngồi lên. 3. Chiếc váy cưới bị nguyền rủa. Anna Baker là tiểu thư giàu có nhưng lại đem lòng yêu một anh thợ rèn nghèo khổ. Vì gia cảnh hai người quá khác biệt nên chuyện tình của hai người đã bị cha mẹ ngăn cấm. Vì quá uất hận, cô đã quyết định sống cô đơn đến già. Anna Baker thậm chí đã tự chuẩn bị váy cưới, nhưng tiếc rằng cô không bao giờ có cơ hội mặc nó trong hôn lễ của mình nữa. Vì vậy, mà sau khi cô mất vào năm 1941, chiếc váy được trưng bày trong dinh thự Baker và tự động nhảy múa. Nhiều nhân viên bảo vệ kể rằng họ đã chứng kiến tay áo rung rinh và tà váy thì thoáng phấp phới. Điều kỳ lạ là chiếc váy được treo trong lồng kính. Vì vậy, không thể nói rằng những làn gió đã khiến bộ váy di chuyển. Người ta tin rằng Anna Baker đã luôn mong muốn được mặc chiếc váy cưới, nhảy múa trong hôn lễ của mình. Nên sau khi qua đời, linh hồn của cô đã ở lại trong chiếc váy. Phải công nhận một điều rằng, cách trở trong tình yêu có thể mãnh liệt đến mức khiến người ta chết cũng không cam tâm. 4. Mặt nạ của chiến binh Maori. Các chiến binh người Maori ở New Zealand có một tập tục là họ sẽ đeo chiếc mặt nạ lúc đi chiến đấu. Người ta tin rằng nếu một chiến binh chết trận trong lúc đang đeo mặt nạ, linh hồn của anh ta sẽ bị mắc kẹt trong chiếc mặt nạ đó. Mặc dù trong thần thoại của tộc người Maori không chỉ ra bất kỳ tác hại nào của việc linh hồn mắc kẹt trong mặt nạ, nhưng sự hiện diện của nó lại vô tình gây tử vong cho các người phụ nữ mang thai. Những người phụ nữ mang thai thường gặp phải các biến chứng xấu khi tiếp xúc với mặt nạ kỳ quặc này. Không ai có thể giải thích điều kỳ lạ trên, nhưng các bảo tàng thường khuyên phụ nữ mang thai nên tránh xa chúng. Vậy mới nói, có thờ, có thiên, có kiên, có lành. 5. Đội quân Đất Nung của Tần Thủy Hoàng. Bạn đã từng nghe đến đội quân Đất Nung của Tần Thủy Hoàng rồi chứ? Đây là đội quân được tạo ra từ Đất Nung và được chôn theo hoàng đế Tần Thủy Hoàng của nhà Tần trong thời gian năm 210-209 trước công nguyên. Vào năm 1974, ba người nông dân của Trung Quốc đã vô tình phát hiện và khai quật được đội quân Đất Nung dưới lòng đất. Sau đó, nhờ vào sự phát hiện này, cả ba người đều nhanh chóng phất lên và thoát cảnh đói nghèo. Tuy nhiên, ít lâu sau đó, từng người trở về cảnh nợ nần và có người mất ngay khi còn trẻ. 6. Viên kim cương Koh-i-noor.
Koh-i-noor là một trong những viên kim cương lớn nhất thế giới với 109 carat. Koh-i-noor có thể được xem là một trong những vật rất may mắn với phụ nữ, nhưng ngược lại, nếu chủ nhân của nó là đàn ông thì ác hạn mang họa sát thân. Tương truyền, viên kim cương này thuộc về thần Krishna và sau đó bị đánh cắp, và qua nhiều đời chủ, nó đến tay vị hoàng đế hung mạnh của Ấn Độ, Seshasuri, và sau đó ông đã chết trong một vụ nổ. Và dĩ nhiên, quyền thừa kế viên ngọc sáng nhất Ấn Độ bây giờ thuộc về con trai ông, hoàng đế Jalakhand. Không lâu sau đó, vị tân hoàng đế này lại bị giết hại bởi chính anh trai của mình. 7. Búp bê Annabelle. Có lẽ nhân vật này không còn xa lạ với chúng ta đúng không nào? Tuy nhiên, những gì chúng ta biết về con búp bê này đã được thay đổi ít nhiều để phù hợp với nội dung phim. Vậy thì thực tế Annabelle còn có điều gì khác nữa? Vào những năm 1970, một sinh viên tên là Donna được mẹ tặng một con búp bê cũ. Ba mẹ tìm thấy con búp bê này trong một tiệm đồ cũ và mua về tặng cho con gái. Donna sống với hai người bạn tên là Andrew và Lou. Khi vừa nhìn thấy con búp bê, Lou đã cảm thấy nó có gì chẳng lành. Nhiều sự kiện kỳ lạ bắt đầu xảy ra trong căn hộ của họ. Bắt đầu bằng việc Annabelle từ thay đổi vị trí và xuất hiện ở nhiều phòng khác nhau trong nhà. Lou bắt đầu gặp những cơn ác mộng về việc con búp bê treo lên chân mình và bóp cổ anh ấy trong lúc ngủ. Cuối cùng thì Donna quyết định tìm hiểu xem có chuyện gì đang xảy ra. Họ nhận ra rằng căn hộ họ đang sống được xây dựng trên cánh đồng, nơi trước đây một cô bé đã chết. Linh hồn của cô bé đã nhập vào trong con búp bê và bắt đầu gây ra những rắc rối trong cuộc sống của ba bạn trẻ. Họ tìm đến một cha xứ để cầu xin sự giúp đỡ và được giới thiệu cho Ed và Lauren Warren. Sau đó, nhà Warren đã mang con búp bê về, đặt trong tủ khóa chặt. 8. Bức tranh Người đàn ông đau khổ. Bức tranh này là tác phẩm trộn giữa sơn và máu của một người đàn ông. Bức tranh này được cho là lưu giữ linh hồn của người làm ra nó và có thể khiến người xem cảm thấy buồn rầu, sợ hãi và tức giận. Xét cho cùng thì cũng phải công nhận một điều rằng, dù chưa ai chứng minh được ma quỷ có thật hay không, nhưng trên thế giới vẫn tồn tại rất nhiều những đồ vật được cho là bị quỷ ám và chính chúng là nguyên nhân gây ra nhiều sự kiện kỳ lạ và kinh khủng cho những người sở hữu chúng. Còn bạn, bạn có tin không? Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn khi xem video trên bằng những comment tại đây nhé. Và hãy tiếp tục chờ đón những video tiếp theo bằng cách like và subscribe kênh. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cô bé có thể thấy trong phòng, thậm chí mặc dù không có gì hiển thị trong video. What? I just turned off the lights, that's all. Người mẹ nói chuyện với hai cô con gái và đặt câu hỏi về con gái của cô ấy là tại sao cô bé sợ hãi, nhưng cô ấy không nhận được câu trả lời. Con gái nhỏ quay lại nhìn nhưng không thấy bất cứ điều gì. Chúng còn trêu đùa hồn nhiên trong khi ăn. The fish? Oh, the fish died. What? Angel's sleeping already. It's raining, girls. No. Nani, are you almost done eating? Look at me. Look at me. Cho đến khi cô bé quay lại nhìn lần thứ hai, đột nhiên cô bé nhìn thấy điều gì đó làm cho cô bé sợ. Phản ứng của cô bé là một tinh thần hoảng loạn sợ hãi.